Thưa quý vị, rất nhiều các loài nấm không rõ nguồn gốc đội lốt nấm Việt Nam đang được bày bán ở hầu khắp các chợ dân sinh. Điều đáng nói là các loại nấm này đều không ghi rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Những túi nấm được bày bán tại gian hàng này đều in trên bao bì một dòng chữ rất nhỏ, xuất xứ tại Quảng Đông, Trung Quốc. Tuy nhiên, người bán hàng vẫn khẳng định đây là nấm của Việt Nam. Cái đấy là nấm gì đấy cô? Nấm Hải Phản. Không rõ là nấm Việt Nam hay Trung Quốc ấy. Mình. Để được bao lâu hả cô? Để được một tuần, cứ để ngăn mát. Nấm kim để thoải mái. Nấm kim để thoải mái. Kim dâm xích nấm ơi. Em mua cho em bé này. Em mua cho em bé ăn cô tươi. Cái này là của gì hả chị? Của mình ăn chẳng ngon hơn từ Hàn Quốc. Hướng dẫn bảo quản được in trên bao bì là từ 1 tới 5 độ C. Nhưng tại các chợ, nấm đặt dưới nền đất, bày bán ở ngoài trời mặc cho nhiệt độ từ 27 tới 35 độ C. Với sự nhập nhằng về hạn sử dụng hoặc ngày sản xuất, không ai chắc chắn số nấm này đã được bày bán bao nhiêu ngày. Các chuyên gia khẳng định những sản phẩm này có xuất xứ từ Trung Quốc. Nấm Trung Quốc nếu như mà họ nhập lậu mà không qua con đường nhập khẩu của các công ty phân phối tiêu dùng của mình ấy, thì chắc chắn là nó sẽ không có nhãn mác, không có địa chỉ nhập khẩu rõ ràng. Chứ còn họ cũng nuôi trồng được tất cả các loại nấm như của ta. Nấm rơm họ cũng có, nấm kim châm họ cũng có, rồi nấm sò họ cũng có hết. Nấm linh chi người ta cũng nuôi được và mộc nhĩ người ta cũng nuôi được. Tại chợ truyền thống, các loại nấm 30 như đùi gà, kim châm, linh chi nâu, linh chi trắng, đông cô được bày bán khá nhiều và được các công ty nhập khẩu đóng gói thành các túi nhỏ khoảng 150-300 gram. Thoạt nhìn thì tưởng là hàng nội vì có chữ tiếng Việt. Phải xem thật kỹ mới thấy hàng chữ nhỏ xuất xứ từ Trung Quốc. Tất cả các loại nấm nói chung là cái phương thức bảo quản, cách thức bảo quản thì đều là nhiệt độ quy định là từ 2-7 độ C. Và cái sản phẩm thì do cái về cái công nghệ bảo quản khác nhau. Mình thì nấm Việt Nam thì không dùng bất cứ một cái chất bảo quản nào, thành ra là cái thời hạn bảo quản rất là ngắn. Còn nấm nhập khẩu thì chắc chắn là phải có cái hàm lượng bảo quản để làm sao mà để được lâu, thời gian sống nó rất là lâu như vậy. Trong khi đó, theo thông tin của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế thì cho đến nay không có loại hóa chất bảo quản nấm tươi nào được đăng ký sử dụng với đơn vị này.